Xin xem đứng ngay đó xin xem. Chưa mà. Cái này cũng biết, cái này cũng biết. Cái bánh bự nha.
cũng là làm nhà máy. Đây con lại ở đây không có điện cái điện nha. Xem nhìn anh chỉ cho con. Không có điện cái điện nha. Cái việc này mình để cho cái bánh để xong cũng cái việc sao nhìn đẩy lên kéo đẩy lên kéo rồi bây giờ chén cái bánh này lấy nhúng cồn hả đẩy lên cồn không có để cái tay cái bánh này cái không nhỏ cái bánh đẩy lên kéo chị để chị bánh kén về trước nha. Này kén lên để mình thấy là để mình lên. Rồi rồi dùng nghe chú xem. Rồi để đi. Phủi bột thì sao? Phủi bột cái chú. Phủi cái bột trên cái bánh. Phủi xuống. Đúng rồi, phủi mạnh xuống cho bột nó văng ra. Rồi qua đây. Rồi đây, đi xuống qua đây.
Ở đây nè nè. Rồi đi thẳng ra ngoài con. Anh em muốn chụp chung hay riêng con? Chụp chung nha. Cho cô xin một tấm hình nhìn cô. Nhìn cô nè con. Bỏ thấp xuống. Thấy cái miệng cười. Anh bỏ thấp xuống. Nhìn cô nè, nhìn cô rồi, nè. Con nhìn cô nha. Để im tay con. Rồi, dễ thương. Rồi, xong rồi. Dạ bánh cô bé mình muốn dùng ở đây nha. Con giúp bé làm gì? Wow, bánh của bánh nào của bạn Khang, bánh nào của bạn Phúc. Cảm ơn ạ. Đúng rồi. Nhanh quá à. Mấy bánh làm nhanh ghê. Rồi đem